Dạo gần đây thì mình ít đi cái chợ hải sản này lắm. Một tuần thì chắc ra đây được có một lần thôi à. Mà mỗi lần ra đây thì mình đều thấy có mấy cái loại hải sản lạ lạ nha. Cái này thì giống cá khoai quá nè, mà mình không biết phải hay không. Mình không nghĩ ngoài đây là có cả con ba ba luôn á chứ. Ngoài đây thì nhiều tiệm lắm, nhưng mà đa số thì mình chỉ đến mỗi cái tiệm quen thôi. Hôm nay thì có hai loại sò đẹp, nhưng mà cái loại sò đẹp màu đen này thì lâu lâu mình mới thấy một lần. Ra đây lần nào cũng hỏi là mày ăn mấy người mà lúc nào cũng lấy 3-4 hộp không vậy. 3 hộp này thì là 750 yên, nhưng mà ông tính mình chỉ có 700 thôi, tính ra là chỉ khoảng 100 cành thôi đó. Lúc lấy thì mình cũng không có để ý kỹ, nhưng mà tới khi mà đem về nhà thì thấy là quá trời rong rêu. Đã vậy mà còn bonus thêm mấy cái con gì dính trên vỏ sò nữa chứ. Hình dạng của nó y chang như là một cái móng vuốt mà nó cứ chòi ra chòi vô, nhìn sợ dữ lắm. Mà thiệt chứ nhìn xong á là da gà da vịt gì nó nổi lên hết trơn. Cũng có nhiều con thì cái vỏ của nó bình thường không có bị gì hết. Mà thiệt chứ lần đầu tiên đem hải sản về mà mình hoang mang không có dám ăn luôn á. Rồi mình cũng đang không biết đây là cái gì nữa đây nữa nè. Ai mà có thêm cái hội chứng sợ lỗ gặp xong cái cảnh này chắc sợ tím tái hết. Nó cứ nhoi nhúc nhìn sợ thiệt chứ bộ. Ai mà ở vùng biển thì biết con đó tên gì không mọi người, không biết là nó có ăn được hay không ha. Lúc đầu thì mình định bỏ hết luôn rồi, nhưng mà suy nghĩ lại thì cũng tiếc nên là thôi đem đi hấp. Để mà ăn được an toàn nhất thì mình sẽ hấp sò đẹp này trong vòng 2 tiếng. Hấp lâu lâu vậy là chắc ăn nhất rồi, để thêm mấy cây xả vô nữa. Hấp 2 tiếng xong mở ra mà còn ngọ ngoậy nữa chắc bỏ chạy thiệt à. Món này thì không thể nào thiếu được cái chén muối tiêu. Nhìn chén muối mà ta nói mồ hôi lưỡi nó tuôn trào. Giờ thì mình sẽ khui vài con sò đẹp ra để cho mọi người coi bên trong nó như thế nào ha. Mình thì không biết đây là loại sò đẹp gì, nhưng mà cái còi của nó rất là to. Nhìn thôi là đã biết độ tươi của nó tới cỡ nào rồi đó. Chấm vô cái chén muối tiêu nữa thì ta nói còn gì bằng. Còn cái con mà bám trên vỏ sò thì mình không biết lấy ra bằng cách nào. Đúng là cái loại này cái còi của nó to mà ngọt chắc thịt dữ lắm mọi người ơi. Sò đẹp này mà đem đi nướng mỡ hành hay là tách ra nấu cháo là ngọt nước dữ lắm. Đúng là cái vỏ của nó bên ngoài thì hơi bị nhiều rong này kia thiệt, nhưng mà bên trong thì quá là ngon. Ta nói ăn con nào là xứng đáng con đó. Ăn hết sò đẹp bây giờ buồn miệng quá nên là chuyển qua ăn cái con mà bám trên vỏ sò ha. Mặc dù không biết là cái gì nhưng mà thôi ăn thử coi cái vị của nó ra làm sao. Cái vị của nó thì hơi ngọt ngọt giống như là đang ăn hàu sữa vậy đó. Mà kiểu nó cũng hơi mềm mềm y chang như là đang ăn tàu hũ non. Nên ai mà hay ở biển thì nói cho mình biết con đó là gì với nha. Hôm nay về thì nghe nói tiệm Việt Nam gần nhà có ổi với xài, để bữa nay tấp vô coi thử coi sao. Ổi kỳ này thì trái to thiệt, nhưng mà nghe cái giá thì hơi bị choáng xíu. 1kg 1 sen 800 mấy chục yên, tính ra là khoảng 300 cành đó. Định lấy nửa ký ăn thôi, trong bụng là nghĩ cũng nhiều, mà ai nhà cân lên được có hai cái trái ổi có bê lớn thôi đó mà hết 150 cành. Mấy cái trái cây bên Nhật này thì tới mùa mới có chứ không phải lúc nào cũng ăn được đâu. Bên này mà có được cái hao trái cây như vậy là mừng rớt nước mắt á chứ. Hên sao mà bữa nay ngay ngày nhận được đồ ăn tiếp tế của ba mẹ gửi sang luôn mà. Mình chỉ đợi cái hũ nước chấm thần thánh này bữa giờ để gửi sang để chấm ăn trái cây. Mà không phải là trái cây thôi đâu, mà mình thấy chấm bất kỳ một cái gì cũng ngon hết trơn. Nãy giờ thì đang lục giò trượng này là nồi nước thứ hai rồi đó. Tuy là hôm nay chỉ ăn một cái món đơn giản thôi, nhưng mà mình nóng lòng từ bữa giờ. Xoài non bao tử mà chấm vô cái muối ớt sệt sệt vậy thì còn gì bằng. Còn cộng thêm cái món chàng heo nữa, không biết mọi người có ăn cái này chưa ha. Kiểu hình dạng thì nó giống cái phèo, nhưng mà ăn vô nó giòn giòn ngon dữ lắm. Mà được cái là để nguyên vậy ăn luôn, không có cần làm sạch bên trong. Đặc biệt là cái món này càng ăn từ lên cái cuốn ở trên á là nó càng giòn. Nghe nói món này ở Việt Nam cũng khó kiếm dữ lắm á. Chàng heo mà ăn mấy cái loại nhỏ nhỏ như vậy nó dính dữ lắm mọi người ơi. Cái món này mà ngon thì cũng nhờ vào một cái phần cái chén nước chấm nó quá là cay. Mình thấy chấm cái gì cũng hợp hết, nhất là đặc biệt mấy cái món trái cây mà chua chua. Bởi vậy người ta hay nói cái câu mà ngon hết nước chấm quả thiệt là không có sai. Nãy gót ga sợ nhiều quá ăn không hết, nhưng mà chắc giờ là ăn không có đủ đâu rồi đó. Cái ổi này thì như là cái ổi xá lị vậy đó, ăn nó giòn mà nó ngọt. Còn xoài bao tử thì nó cũng giòn nhưng mà không có bị chua quá đâu nha.